Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Địa ốc kiến thức và thành công với Eric Trần và Phạm Khanh. Thưa quý vị, xin mời quý vị gọi vô số điện thoại của Đài Lý Đô Sài Gòn TV vào giờ này để đặt câu hỏi cho chương trình của chúng tôi về mọi vấn đề liên quan đến Địa ốc 714-893-3264, 714-893-3264. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị những cái listing của văn phòng. Quý vị đầu tiên đó là căn townhouse, quý vị đang tìm một cái căn nhà nào đó mà không có phải bị cái tiền flood insurance, tức là không có bị bảo hiểm lũ lụt, thì đây là một trong những cái căn townhouse. Cái điều đặc biệt mà chúng tôi muốn nói ngay, giá thưa vị listing đó là 431.000, chủ đã giảm xuống 395.000, nay giảm thêm một lần nữa còn có 375.900 mà thôi. Căn này có 3 phòng ngủ, 2.5 phòng tắm, living size là 1.600 square feet và lot size là 1.700. Ngay góc đường Fairview và đường Westminster, Fairview và Westminster sinh 1980. Tiền SOA là 290 đồng một tháng, có cắt cỏ, sơn sửa bên ngoài, fire insurance luôn. Và chủ nhân sẽ để lại tất cả những cái màn cửa ở trong cái căn nhà này để mà coi như một cái món quà tặng cho cái người chủ mới. Cái căn này nằm trong một khu vực có hồ bơi, sân tennis, vân vân, rất là đẹp và rất là an ninh. Trong suốt 5 năm qua thì cái khu vực này hầu như là không có một cái căn nhà nào listing đã lên hết cả, vì thấy từ cái bếp cho đến những cái đồ dùng ở trong bếp đều rất là đẹp và bằng inox, rồi cái sàn gỗ ở cái phòng trước đó cũng là gỗ, cầu thang gỗ, cho đến những cái phòng bên trên đều phải nói là được trang trí và làm rất là đẹp. Đặc biệt thêm căn nhà này có hai cái patio, và xung quanh những cái patio này đó là những cái cây như là quýt, rồi mận, rồi đu đủ, thanh long vân vân. Quý vị mua là có thể sử dụng được ngay, và nhà đẹp như là model home như vậy. Một căn nhà quý vị nên xem. Một lần nữa, nằm ngay góc đường Fairview và Westminster thuộc thành phố Santana, giá hiện giờ kêu bán chỉ có 375.900 và không có phải bị mua cái bảo hiểm lũ lụt. 3 phòng ngủ, 2.75 phòng tắm, living size 1.600 và lot size là 1.700. Quý vị nào muốn đi xem căn nhà này thì xin vui lòng liên lạc với Phạm Khanh, chúng tôi sẽ hướng dẫn. Và anh Quý Trần cũng có một cái listing muốn gửi đến cho quý vị trong cái chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, đó là một cái căn nhà ở thành phố Garden Grove. Xin mời anh Richard Trần. Dạ vâng, dạ thưa quý vị, cái căn này nằm ngay đường Brookhurst và đường Trust. Nhà này coi như là ba bốn phòng ngủ thưa quý vị, một bonus ở dưới lầu, 3 phòng tắm và rộng tới 2.295 square feet. Quý vị thấy là nhà rất là khang trang và sạch sẽ, là mình chỉ cần vào là mình ở ngay. Chủ giữ nhà rất là kỹ, cũng giống như những cái căn nhà anh Phạm Khanh vừa mới nói trên, là một cái model home và chủ rao bán là 599 ngàn. Và nhà này được một cái là nó có lầu thưa quý vị, và trên lầu họ có một cái family room, một cái để dành cho cái entertainment room rất là rộng, coi như là dành cho coi như là mình có thể tụ họp, mình có thể làm bất cứ một cái gì đó để cho mình muốn. Và một lần nữa thưa quý vị, cái căn nhà này ở ngay góc đường Brookhurst và đường Drat, chủ bán là 599 ngàn. Quý vị nào mà muốn xem xin gọi anh em chúng tôi để mình có thể sắp xếp cho quý vị đi xem. Cảm ơn anh Eric Trần. Và thưa quý vị, sau đây là một cái listing nhà hàng. Nếu quý vị nào muốn có cơ hội để mà mua một cái căn kinh doanh nhà hàng, thì đây là một trong những cái listing nhà hàng mà chúng tôi muốn gửi đến vị trong cái chương trình ngày hôm nay. Cái nhà hàng này thưa quý vị, nó nằm ngay góc đường Westminster và đường Newland, thuộc thành phố Westminster. Nhà hàng này thì đặc biệt là chỉ được bán đồ chay mà thôi. Vì nào yêu thích nấu những cái món chay, bán đồ chay thì vì có thể mua cái nhà hàng này được. Giá là 129 ngàn. Như vị thấy thì nhà hàng được trang hoàng rất là khang trang và có sẵn bàn ghế hết tất cả. Hầu như là những cái dụng cụ về nấu bếp, từ những cái tủ lạnh, tủ đông vân vân đều đã có sẵn, và chúng ta mua vào là có thể hoạt động kinh doanh ngay. Diện tích của nhà hàng lên đến gần 1.600 square feet thưa vị. Cái lease contract còn 9 năm và thêm 9 năm option nữa, thành thử ra chúng ta không có lo lắng về để khi mà đầu tư vô cái nhà hàng này. Giá một lần nữa là 129 ngàn, có thương lượng nha vị, có thương lượng. Và chủ nhân của cái nhà hàng này là cũng có những nhà hàng khác rất là kinh nghiệm trong cái việc mà run một cái nhà hàng. Vì nào mà muốn mua thì chủ nhân cũng sẽ tất nhiên sẽ cũng sẽ giúp đỡ cho vị cái thời gian đầu để chúng ta run cái nhà hàng nó như thế nào. Gọi cho Phạm Khanh ở 714-653-0605
714-653-0605, nhà hàng Chay nằm ngay góc đường Brookhurst và đường Newland. Và bây giờ thì chúng tôi xin tạm dừng cái chương trình listing ở đây để mời vị khán giả trên đường line. Alo, chúng tôi xin nghe đây ạ. Alo. Dạ vâng, xin mời anh đặt câu hỏi ạ. Tôi hồi nãy tôi đang coi cái đài Liêu Sài Gòn nói về địa ốc kiến trúc nha anh. Dạ. Bây giờ hồi nãy có cái câu hỏi của người đó gần gần với câu hỏi tôi đang hỏi này. Là hiện tại tôi đang có tiền muốn nhà thì bỏ tiền vô trong cái account trong nhà băng mình á. Dạ vâng. Nhưng mà mình bỏ vào rồi. Nhưng mà bây giờ là bây giờ mình chưa mua mà mình sợ ảnh hưởng tới vấn đề là bên phút tem nó đang chuẩn bị nó bắt mình nó apply lại á. Dạ. Tôi sợ là họ sẽ thấy mình có cái tiền đó thì họ có không có cung cấp tiền phút tem cho mình á. Dạ. Bây giờ tôi rút cái tiền ra ngoài thì sau đó tôi bảo lại là có được là tiền riêng của mình không hay là nó bắt mình phải là chứng minh cái tiền đó là tiền như thế nào? Dạ vâng. Xin mời anh Eric chào. Thì thưa anh, cái nguyên tắc để mà nói rằng là cái tiền đó chứng minh là tiền của mình á là nhà băng nó sẽ coi cái bank statement của anh. Thường thường cái bank statement mà nó gửi về đó, anh sẽ thấy rằng là nó có hai phần. Một là nó gọi là cái beginning balance và cái thứ hai là cái ending balance. Thì miễn sao mà cái beginning với lại cái ending nó giống nhau thì nó sẽ nói là tiền đó là tiền của mình. Thì giờ trong cái trường hợp đặc biệt của anh á, thì bây giờ anh chuyện mình cần phải làm thì mình phải làm thôi. Thì bây giờ cái số tiền này lớn, anh phải chuyển qua cho một cái người bà con nào đó giữ cái số tiền này của anh. Xong rồi anh apply gì chuyển qua anh xong rồi anh chuyển cái số tiền đó lại. Thì lúc mà anh chuyển vào đó thưa anh, là mình cũng phải bắt đầu lại ít nhất cũng phải 1 tháng 2 tháng nữa. Là vì cái số tiền này là của một cái người khác đưa vô, anh hiểu em nói không? Chứ không phải là tên của anh. Thành ra mình cũng phải đợi 1 tháng 2 tháng nữa thì lúc đó mới chứng minh được là tiền của mình. Thì trong thời gian này mà nên nhớ là dạo này đi kiếm nhà nó cũng khó khăn lắm, nó cũng không có dễ. Thành ra anh vẫn đi kiếm nhà được thì mình kéo dài thời gian nó ra thôi. Chứ không nhất thiết là phải đợi 1-2 tháng sau lúc đầu mới đi kiếm nhà. Dạ, đó thành ra cái trường hợp của anh nhưng thì... Nhưng mà ví dụ mình đem mình rút tiền ra thì lúc mình bỏ lại không phải tiền của mình hả? Lúc mình bỏ lại cũng phải tiền của mình. Tại vì em vừa mới nói rồi đó, lúc mà anh bỏ vô á thì anh vừa mới bỏ vào thôi, và cái tiền cái đó nhiều khi cái số tiền mà anh đang mua nhà nó số tiền nó rất là lớn, anh cũng không có muốn lấy ra bằng tiền mặt, rồi anh bỏ vô tiền mặt lại, mỗi lần anh bỏ vô tiền mặt không được bỏ quá 10.000 thì nó lại báo cho IRS, anh hiểu em nói không? Thành ra một cái số nhiều người anh hả, phải làm nhiều người, ví dụ mình có 30.000 hay 40.000 vậy thì phải đưa cho mà 4 người mà cho mới được hả? Đúng rồi, anh tản ra hết số tiền đó rồi, xong rồi lúc mà sau khi anh giải quyết chuyện cá nhân của anh xong, anh bỏ số tiền đó lại, thì nếu mà cái người khác đem check vào thì coi như là cái số tiền không cần biết là bao nhiêu, tự họ đem từ trong cái check của họ. Chứ còn mà anh bỏ tiền mặt vào thì trên 10.000 thì nhà băng là báo IRS thì anh lại có vấn đề với IRS. Dạ. Như vậy là bây giờ phải làm phân cách là phải rút ra hả? Dạ vâng. Rồi bỏ lại. Dạ vâng. Bỏ lại là phải chờ 1-2 tháng sau nó mới mới hiệu lực cho mình ha. Đúng rồi, chính xác. Dạ. Chương trình này là âm gì Đức âm gì hả? Dạ không, cái chương trình này là chương trình địa ốc thưa anh. Dạ, thì anh đang trả lời là cái người đang tôi đang coi trên này có đúng không? Đúng rồi, anh Eric Trần đó. Dạ vâng. Dạ, anh là anh Eric Trần hả? Dạ vâng, đây anh Eric Trần đây ạ. Ồ, tôi đang coi chương trình với Eric Trần này. Dạ vâng. Dạ vâng. Cali ở bang khác. Ồ, vậy đó. Ồ, dạ vâng. Cảm ơn anh. Dạ, thì thấy cái ông gì, cái anh gì đang ngồi phỏng vấn. Dạ, đúng rồi. Dạ, cảm ơn anh nha. Khi nào anh có câu hỏi thì anh xin vui lòng gọi lại cho chúng tôi. Cảm ơn anh. Và thưa quý vị, nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc, xin gọi chúng tôi ở số điện thoại là 714-893-3264, 714-893-3264. Anh Nếu Trần và chúng tôi sẽ trả lời hết tất cả những cái câu hỏi của quý vị liên quan về vấn đề địa ốc, làm loan mua nhà, vân vân. Và cũng vừa rồi thì Phạm Khanh đã đọc cho quý vị những cái listing nhà của chúng tôi. Chúng tôi xin nhắc lại là chúng tôi sẽ giúp cho những người for sale by owner nữa, chứ không phải là chỉ những cái người mà đến phòng chúng tôi nhờ listing không. Thì for sale owner chúng tôi giúp được cái điều gì và cái lợi trong cái việc mà quý vị có một cái văn phòng địa ốc đứng đằng sau lưng để mà trợ giúp cho những cái người for sale by owner nó như thế nào. Thì anh Đức Trần sẽ trình bày chúng ta biết cái đặc biệt và cái trợ giúp về vấn đề for sale by owner. Xin mời anh. Dạ vâng, thì thưa quý vị, thì một trong những cái mà mình phải chuẩn bị, bây giờ mình xin dừng lại đây, mình trả lời. Chúng tôi xin lỗi, xin dừng lại ở đây để trả lời vị khán giả trên đường line. Hello, chúng tôi xin nghe đây ạ. Dạ, chào anh.
Dạ, anh tôi vừa mới nghe anh Eric Trần nhắc tới cái conventional loan đó. Dạ. Thì tôi muốn hỏi là cái loan đó nó khác cái loan bình thường như thế nào? Dạ vâng. Xin mời anh Eric Trần. Dạ vâng, thì không biết cái loan bình thường chị đang nói cái tên là như thế nào. Thật sự ra là thường thường cái loan bình thường là mình nói là nó là conventional loan đó thưa chị. À, chẳng hạn mình chỉ cần down 20% là mình không phải trả cái tiền PMI, thì cái đó là cái thường thường mà mình khuyến khích cái khách hàng đi vào cái chương trình conventional loan. Thì hiện nay trên thị trường thì nó chỉ có hai loại loan thôi, conventional và FHA, đó chỉ một trong hai. Nếu mà cái bình thường thì mình sẽ gọi là conventional loan, đó là như vậy. Vậy nếu mà tôi muốn ví dụ như cái loan của tôi nó là 15 năm mà bây giờ tôi muốn trả thêm vô để rút ngắn cái thời gian đó thì có được phép không ạ? Dạ thưa được ạ. À. Bất cứ là loại cái conventional loan nào nó cũng có một cái điều kiện là mình có dư tiền mình trả nhồi vào trong cái tiền vốn của mình thì mình sẽ không có bị phạt. Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn nhiều. Cảm ơn chị. Và thưa quý vị, rất tiếc là chương trình chúng tôi đến đây đã hết giờ rồi. Nếu quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan vấn đề làm loan, cần làm loan gấp để mà mua được cái căn nhà mà chúng ta mong muốn, không có bể bị dột và cũng như là tránh những cái trường hợp là mất tiền deposit vân vân, hoặc là về vấn đề for sale by owner, anh Đức Trần thì bây giờ không có thời gian nói nữa, nhưng mà nói tóm lại là chúng tôi có cái chương trình giúp cho những người tự mình đứng ra để mà bán nhà cửa, trợ giúp vấn đề disclose làm sao để tránh những rắc rối về sau, trợ giúp về thủ tục giấy tờ, scan cái người mua để coi họ có qualify hay là không vân vân. Tất cả những vấn đề đó xin gọi chúng tôi ở số điện thoại là 714-653-0605. Chương trình đến đây xin tạm dừng và hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Xin chào tạm biệt. Cảm ơn Rất Trần. Cảm ơn Phạm Khanh. Cảm ơn quý vị lắng nghe. Hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.